Rồi hen, hello cả nhà, hello chú anh chị. Bữa nay trại bò phong Thi hai xin kính chào với chú anh chị nha. Bữa nay tiếp tục chưa cố cho anh chị là một bò mẹ con Pháp hen, đó nó đang bú của chú anh chị mình nha. Đó mẹ này đẻ nghe là lứa đầu tiên nha của anh chị, tại vì mẹ sừng dài thôi nha, cái lò sừng nha. Đó. Thì một mẹ con nghe cái ba bê, ý cái kem hen, thì anh chị cô chú với nhau, chú chỉ còn mua bột cái liên hệ số điện thoại để màn hình. Địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Củ Chi, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của trại là 0378 709 707. Số Zalo của trại luôn nhé cả nhà. Đó. Đó. Thì anh chị nào có nhu cầu gần xa mua bột cứ liên hệ số điện thoại em ha. Rồi hen, cô chú chị, hello cả nhà. Rồi tiếp tục. Xin lỗi cả nhà, nãy giờ em nghe thoại nha. Thì bỏ mấy con này lứa đầu tiên của chú chị, mẹ con mẹ nó em đo chiều cao 1m32 bò nha. Đó. 1m32 bò đang ôm nghe cái kem nha của chú chị ha. Con Pháp này cũng đầy bò ha. Thì anh chị nào, cô chú nào gần xa không còn mua bò cứ liên hệ số điện thoại em để màn hình. Địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Củ Chi, tỉnh Bến Tre nha. Đó, thì bò mẹ con này trại cũng bán giá công khai cho cô chú anh chị mình luôn ha. Khoan nha cả nhà, con nghe cái kem hai cái đầu gối nó bị bú giò nha cả nhà, nó bị bú nha. Đó thì em nói rành cho cả nhà mình xem ha. Đó, con mẹ nó tàn khủng, bò mẹ tàn nhất á cả nhà. Nhưng mà con nghé là nó bị tật lỗi cái này. Con nghé này thì tầm 2 tháng nha cô chú chị. Ý 1 tháng 20 ngày thôi. Nghé là cỡ tháng 20 ngày thôi chứ. À, như vú giò, nó bị vú giò nha. Đó. Con nghé đó khao khỉnh nhưng mà nó vẫn lớn bình thường, nó không có gì hết. Nghé thì bọn mày con bán giá khai cho cô chú anh chị mình luôn. 32.500 nha. Đó thì hiện tại con bò thịt mẹ thịt thì nó cũng dữ dội rồi. Mẹ thịt giờ cũng 29-30 triệu rồi ha. Em sẽ quay bộ chi tiết con mẹ cho mình xem. Đó, xế đầu thì cũng mất tiêu. Xế đầu thì cũng đúng như cả nhà. Xế lưng ha. Đó. Chân cẳng móng trước nè, sò hết thì cô chú chị. Đó. Móng trước rất sọt ha. Xế đầu con bò này để cây quen cho con, xế đầu nghiêm chỉnh cả nha, em thấy nè. Đó, xế đầu lấy máy nó lao chào chào trái tích cũng đàng hoàng cô chú anh chị mình nha. Đó, vuông mớm anh cũng lòng thòng nghe chân cảnh nè, móng trước móng sau rất ok. Đó hen, mặt mày nè. Đó thì có bộ đầu bộ sừng hen, nó sừng này kia nọ thôi. Thì anh chị nào cô chú cần sáng có nhu cầu mua bò cứ liên hệ nha. Đó thì giá cả chiều cao em có báo cho cô chú thì mình rồi hen. Thì anh chị nào có nhu cầu mua bò cứ alo. Đó con nghé thì tầm 2 tháng 20 ngày hoặc 2 tháng cô chú chị nghe. Nghe là rất là ok. Đối với những bò lò lú như thế này trại sẽ bao lò lú cô chú chị hen trong vòng 3 tháng hen. Đó, anh chị nào có nhu cầu mua bọt gì cứ liên hệ để cứ an tâm. Còn đối với mà chích kim da nó cũng lòng mòng lắm cũng trong này kia nữa, tại đã lo cho mình rồi, mình an tâm về phần đó nha. Đó, bữa nay em về hơi tối rồi, cái này quay cũng sợ cho người đứa chị mình. Đó, nghe nè mẹ con nha, mẹ con đàn khủng nha, đàn nhất mẹ con, mẹ đẻ đứa đầu của tiên của chú chị mình nha. Đó rồi chân cẳng này kia nọ anh chị. Rồi hen thì bữa nay tối của chú chị tối rồi, em về hơi trễ. Thì cuối clip em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã bao nhiêu thời gian theo dõi trại trong thời gian qua. Trại cảm ơn cô chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô chị clip ngày mới tiếp tục nha. Đó thì anh chị thông cảm bữa nay tối quá, em định quay mấy bộ địch cho cô chú chị mình luôn nhưng mà tiếp tục, nhưng mà tối quá em quay bộ mấy con cho mình tham khảo thôi ha. Đó, mọi người con nghe rất ok, anh chị nào có nhu cầu quan tâm cứ liên hệ nha. Rồi hen, chào tạm biệt cô chú chị nha, mẹ lướt đầu nha. Đó, nghe hiện tại là tháng nghe là khoảng tháng 10 ngày đến 2 tháng à, 4 à, như từ đầu hãy cô chú chị mình đã thấy ha, con nghe nó 4 này kia nọ. Nhưng mà nó tật cái lỗi là bị bú chân trước thôi, nhưng mà từ từ nó sẽ hết nha cả nhà. Còn nghe là tật khủng nha. Đó hén, em chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị lớp mới tiếp tục nha. Đó bú á, nghe bú cô chú anh chị.